một cái bộ sản phẩm này nè, Skin AIC nè. Đó, và cảm thấy là trắng rất là rõ luôn, bật tông lên rất là nhanh luôn, ngay cái lần tắm đầu tiên là đã bật tông lên rồi. Thủy không ngờ rằng là nó đã giúp cho mình đạt được cái ý mong muốn, da trắng sáng ra và rất là đơn giản. Cái này mình có thể sử dụng một cái sản phẩm mà tại nhà mà mình không cần phải đến spa. Thật ra có 1,000,000 nguyên một bộ 4 chai mà xài mấy tháng, tính ra tháng có mấy trăm ngàn. Có mấy trăm ngàn mà đẹp, an toàn, không phải phẫu thuật, không phải đến bệnh viện, không phải lột da, không phải dùng để tẩy lên, để ba cái nước tẩy tầm bậy không rõ nguồn gốc, rồi da nó lột ra, rồi bị ung thư da đủ kiểu hết quý vị ơi. Cái giá là 490.000 một chai, nguyên cái bộ như vậy thì nó chỉ là 1.470.000 thôi. Nếu mà chúng ta nguyên một bộ, chúng ta mua 3 chai này, chúng ta sẽ được tặng một chai tắm. Như là thanh thử là thanh đũa thì mua nguyên bộ luôn á. Rồi, bây giờ mình thử sử dụng cho mọi người xem nha. Đó. Đây. Nó làm bằng than hoạt tính cho nên cái màu nó hơi tối hơn một chút xíu. Đó, nó hơi màu đen nè. Nói chung là làm nguyên một cánh tay cho mọi người xem luôn, không hề kích ứng luôn. Mà biết gì không, trời ơi, nó làm mịn cái da của mình lắm, không bị kích ứng da, không bị châm chích, và cũng không bị vàng lông luôn. Rồi, quý vị xem nha. Đây, đó, lo hết rồi đó. Trời, sau khi chùi hết rồi nè, bây giờ quý vị cứ quanh khoe nha. Đây là cánh tay đã xài rồi, cái này chưa xài. Đó, quý vị thấy sự khác biệt không? Quá khác biệt đúng không? Có thì Quỳnh mới dám nói. Mà đặc biệt đó quý vị, cái hồi nãy Quỳnh nói mà làm cho trắng da là nó có thành phần than hoạt tính đó. Thì nói thật với quý vị là nó làm chống lão hóa làn da mình, mà nó ngừa cả mụn nhọt nữa. Giống như mình đi mình bị dị ứng biển, dị ứng gió, giống như Quỳnh. Một bộ thôi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái làn da của mình cải thiện rất là rõ ràng. Nhưng làm gì làm, chúng ta vẫn phải có cái sự duy trì của nó. Chúng ta phải chăm sóc nó bằng cách là hãy sử dụng cái độ dưỡng da của ban ngày và ban đêm, thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ được cái làn da của mịn màng của mình, làn da của mình mong muốn lâu dài hơn. Em khuyên quý vị nên xài một combo giùm cho em, thì xài một combo nó sẽ trắng hơn, mịn màng hơn và đẹp hơn nha quý vị nha. Còn chàng trai nữa, bây giờ chị em hãy để số điện thoại giùm cho bên em, thì em alo chỗ quý vị nha quý vị nha.